Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn là cách làm sữa chua dẻo. Thì lần trước là mình sử dụng là cái bột ralentin, còn lần này thì mình sử dụng là bột nâu câu dẻo. Cách làm thì nó đơn giản à, thì sau đây xin mời các bạn vào xem nha. Rồi để làm được cái thạch sữa chua dẻo thì ở đây mình chuẩn bị là 2 bịch sữa tươi, mỗi một bịch là 220ml. Mình dùng một bịch là có đường và một bịch không có đường. Nếu như mà các bạn thích ngọt nhiều á thì mình dùng là có đường hết. Nếu như mình thích lạt hơn á thì mình sử dụng hoàn toàn bằng sữa không đường luôn nha. Và một hộp sữa chua, các bạn sử dụng có đường hoặc là không đường đều được hết. Và 100g sữa đặc. 100g sữa đặc này là tương đương khoảng là 80-90ml á. Và 3g bột lô câu dẻo. Đây mình sử dụng là bột lô câu dẻo nha các bạn. Cái gói này là tới 12g á, mình chỉ sử dụng là 3g thôi, là mình dùng 1/4 cái gói này đó. Do là toàn bộ cái phần sữa này tổng cộng khoảng là 500ml hơn à, cho nên mình chỉ sử dụng là 3g là nó đủ rồi. Mình sử dụng hết cái gói bột lô câu này là cái sữa mình nó cứng, nó không có được dẻo nữa. Rồi như vậy là nguyên liệu của mình đã chuẩn bị xong. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn. Rồi ở đây thì mình lấy ra là 3g bột nâu câu. Còn nếu như các bạn mà không có cái cân nhỏ để cân á thì các bạn lường bằng cái muỗng nhỏ này các bạn. Cái muỗng mà để dành múc sữa chua á, thì mình xúc khoảng là 2 muỗng hơi vuông vuông như vậy nè. Do là có 3g mà nó ít xíu à, cho nên các bạn sử dụng thêm một muỗng cà phê đường á, mình bỏ vào đây nè. Mình trộn lên. Mình làm như vậy á, thì mình đổ vào trong sữa cho nó được đều hơn á, nó không có bị vón cục lại đó. Rồi tiếp theo là mình bắt cái chảo hoặc là cái nồi lên bếp, mình cho một bịch sữa tươi vô. Rồi khi phần sữa này nó hơi nóng nóng lên á thì mình cho là cái bột rau câu vào đây. Do là cái bột rau câu này nó tan ở trong nước nóng á, cho nên mình bỏ vào trong nước nó nóng như vậy là nó mới tan được đều. Rồi mình khuấy nó với mức lửa cho nó nhỏ thôi, mình đừng có để lửa sôi quá. Ở đây là có một lượng sữa ít à, mình để sôi quá là nó cạn cái phần sữa của mình đó. Các bạn để mức lửa nhỏ nhỏ, mình nấu khoảng là 3 hoặc là 4 phút cho cái bột rau câu nó chín á. Rồi mình tắt bếp. Rồi cái bột rau câu này nó chín rồi, mình tắt bếp nha. Rồi mình cho sữa đặc và sữa tươi còn lại mình cho vào đây hết luôn. Cái phần sữa đặc này nè, rồi mình cho thêm một ít nước vào đây nha. Cái lượng nước khoảng là tương đương với cái phần sữa đặc á. Khi cho mà nước lạnh vào đây á thì cái bột rau câu này nè, nó gặp lạnh là nó bị đóng cục rồi đó. Như vậy các bạn mở bếp lên nha. Mình mở bếp lên, mình để với mức lửa là nhỏ thôi nha, cho cái bột rau câu này nó tan đều ra đó. Rồi mình quậy đến khi nào mà cái bột rau câu này nó tan đều mịn ra rồi thì mình sẽ tắt bếp nha. Khi tắt bếp rồi thì mình quậy khoảng là 1 phút thôi cho nó giảm bớt đi cái độ nóng đó. Bây giờ mình sẽ cho là cái hũ sữa chua vào đây. Rồi mình tranh thủ mình đổ vô cái hộp hoặc là cái khuôn gì đó để mình ủ nó cho nó lên men chua. Khi các bạn sờ tay vào nó còn cái độ nóng á
Các bạn sờ vào cái hộp đó, các bạn cảm giác giống như cái bằng nước mà các bạn ủ sữa chua á. Thì lúc này mình ủ mình không có cần là ngâm nước. Các bạn dùng cái khăn cho nó thật dày á, ở đây mình xếp lại mấy lớp nè, mình phủ lên. Rồi mình ủ trong vòng khoảng là 10 tiếng đồng hồ nha. Rồi sau khi sữa được 10 giờ đồng hồ rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra. Mình dùng cái dao chặn bông mình cắt ra cho nó đẹp hơn. Rồi để thạch mình được ngon hơn á, thì các bạn cho vào đây là bột Milo hoặc là bột cacao, mình dùng cho nó được thơm và nó ngon hơn. Cái phần thạch này á, thì mình dùng bằng bột rau câu thì cái độ núng nính nó không có như là cái bột Carentin, ăn có độ mát, chua và dẻo nhưng mà nó không có độ tan chảy khi mình sử dụng vào trong miệng á, giống như là cái bột Carentin đâu. Rồi như vậy là mình vừa chia sẻ xong cách làm thạch sữa chua dẻo rồi đó các bạn. Chúc cho các bạn thành công với món sữa chua này. Các bạn xem và thấy thích á, thì các bạn đừng quên cho mình một like và ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình luôn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Còn nếu như các bạn mà thích dùng thạch bằng bột Carentin á, thì các bạn bấm vào video này xem nha.